Và đây chính là chiếc LG V30 nha. Thì đáng lẽ là mình chưa mua chiếc điện thoại này đâu, nhưng mà do có một bạn nhờ mình mua giùm cho nên mình đã order về đây một chiếc nha. Thì đây là một chiếc điện thoại chạy một con chip, đó là Snapdragon 835. Kênh mình cũng đã có hai video về những cái điện thoại mà cũ chạy chip Snapdragon 835 giá rẻ rồi. Đó là một con Snapdragon 605SH và một con đó là Motorola Z2 nha. Nếu như bạn nào mà muốn tham khảo qua hai con đó thì có thể click vào đường link mình để ngay bên dưới nha. Quay lại chiếc LG V30 này đi. Nói chung đây cũng là một chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 835 với giá rất là rẻ luôn. Nhưng mà cái giá của nó sẽ cao hơn hai cái con mình vừa nói một tí nha. Nhưng mà mình nghĩ rằng á, nó cũng sẽ có nhiều mặt hơn hai chiếc điện thoại kia. Và cụ thể hơn á, thì chiếc LG V30 này nó sẽ hơn những gì với hai chiếc điện thoại kia. Và bây giờ thì mình sẽ cùng mở hộp và đánh giá chi tiết cái sản phẩm này nha. Let's go, bắt đầu thôi. Và đây chính là cái hộp đóng gói nè. Và cái sản phẩm này được mình mua tại Shopee nha. Và đơn vị vận chuyển nè. Và đây chính là tên của sản phẩm nè. Điện thoại LG V30 nè, 64GB nguyên hộp. Thì đây là một cái sản phẩm mà có box nha, chứ không phải là những cái sản phẩm mà no box như những lần trước. Chạy chip nè, Snapdragon 835, RAM 4GB nè. Và đây là phiên bản màu xanh. Cái sản phẩm này giá gốc của nó là 3.188.000 nha. Nhưng mà mình nhập một cái mã giảm giá vào, nó giảm được khoảng 150 á, nên nó chỉ còn là 3 triệu thôi. Thì cái mã giảm giá mình cũng sẽ để ngay trên màn hình nha. Mình không biết là cái lúc các bạn mua cái mã giảm giá này còn hay không, hoặc là nó sẽ có những mã giảm giá khác rồi. Và bây giờ thì khui em nó ra thôi. Và đây chính là hộp của chiếc LG V30 nè, có hộp luôn. Và tiếp đó nha, ở đây mình sẽ được tặng như là một cái ốp nè, một cái ốp dẻo silicon và một cái bộ áo sim nè. Và tiếp đó là một cái tai nghe rất là quen thuộc. Đó là những cái phụ kiện được tặng kèm thôi. Và những cái phụ kiện của chiếc điện thoại này nó sẽ nằm ở bên trong hộp nha. Thì nhìn cái hộp này mình cảm thấy nó rất là giống với những chiếc hộp mà của Samsung á, những cái loại cao cấp của Samsung nha. Bây giờ mình sẽ mở hộp em nó ra luôn. Thì đầu tiên ở trên cùng là một tờ giấy bảo hành nè, LG V30 ngày 10 tháng 10. Và sản phẩm này được bảo hành 3 tháng nha, và bao test 7 ngày một đổi một nè. Tiếp đó ở trên cùng thì ở trên cùng mình sẽ thấy có một miếng cường lực. Và đây chính là chiếc LG V30 nha, có luôn sách hướng dẫn sử dụng đồ này kia luôn, không có chập sim ta. Tiếp đó là những cái phụ kiện bên dưới nha. Đây là một cái hộp, cái hộp không có gì cả, chôn nhau vãi. Mình đoán đây là một cái tai nghe nha, nhưng mà nó không có còn á, cho nên shop đã tặng một cái tai nghe riêng. Thì tiếp đó đây là một cái củ sạc nha, một củ sạc của LG nè, travel adapter, phải nội ta, travel mình nhớ là du lịch mà. Và cái nguồn ra của nó nè, 9V 1.8A nè, và 5V 1.8A. Thì đây là một cái sản phẩm có sạc nhanh nha. Tiếp đó là một cổng cáp nè. Thì đây là một cổng cáp với chuẩn là USB Type-C nha, khá là xịn sò. Có quay chọc sim kìa, tưởng không quay chọc sim, nhưng mà ở bên dưới cổng cáp đây có một cái quay chọc sim. Rồi, phụ kiện rất là đầy đủ rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến với nhân vật chính luôn nha. Nhân vật chính đây, chiếc LG V30. Wow, rất là bóng bẩy, rất là đẹp luôn. Đây các bạn xem nè. Thì mình sẽ nhìn sơ qua về cái ngoại hình thôi nha, chứ mình sẽ không đánh giá từng chi tiết một, để cho video đỡ tốn thời gian hơn. Mặt lưng á, thì mình thấy rất là mới luôn, không chày xước một điểm nào cả. Và đây chính là cảm biến vân tay nha, nó sẽ kim luôn nút nguồn luôn. Nè, bấm được nè. Mình thì mình không thích cái kiểu này lắm, không thích kiểu mà nút nguồn nằm ngay cảm biến vân tay á, mình thích một nút nguồn riêng hơn. Và mình sẽ đi đến với cái màn hình nè. Wow, phải nói là màn hình cũng mới tinh luôn. Mình thấy đây là một chiếc máy mà mới, cực kỳ mới luôn, không có một vết xước, không có một vết gì cả luôn á. Rồi, LG V30 ThinQ. Lại có ThinQ, chả biết ThinQ để làm gì. Ben LTE. Và mình đã khởi động chiếc LG V30 này lên rồi. Bây giờ mình sẽ bật mắt sáng luôn nha. Và bây giờ thì mình sẽ chọc thử cái khay sim này ra thử nha, để xem ở bên trong nó sẽ được hỗ trợ mấy sim và có thể nhớ hay không nữa. Thì chiếc điện thoại này nó chỉ được hỗ trợ một sim kèm một thẻ nhớ thôi nha, nó không được hỗ trợ hai sim. Và ở trên cái khay sim này nó sẽ có ron cao su nè. Thì cái ron cao su này dùng để chống nước nha.
Always On Display nè, 15:05. Rồi qua trải nghiệm á, thì mình thấy chiếc màn hình của LG này nè, nó sẽ bo cong cả bốn hướng luôn. Cái cong này nè, nó sẽ cong hơn những cái màn hình khác một tí nha, nhưng mà nó sẽ không có cong bằng những cái cong của 3D của Samsung. Và với việc mà sử dụng mặt lưng kính nè, thì nó sẽ để lại cái dấu vân tay rất là nhiều luôn. Nhưng mà điều này là không thể tránh khỏi được rồi. Tổng quan chung thì mình nhìn thấy thiết kế của con LG này nói chung rất là đẹp. Rất là may á là em nó đã được nâng cấp lên màn hình 18:9 rồi. Và viền trên viền dưới nè cũng rất là mỏng luôn. Nói chung về thiết kế thì mình đã thấy ăn đứt hai cái con Sharp với lại cái con Motorola kia rồi. Và tiếp đó nha, ở đây thì mình đã tải ứng dụng AnTuTu Benchmark nè, và mình đã chạy thử rồi. Nhưng mà ngược lại á, cái điểm AnTuTu Benchmark này nè, nó lại thấp hơn hai cái con kia. Nó chỉ tầm khoảng 160.000 thôi. Và với cái điểm CPU á, là 52.000 nè, và điểm GPU á, là 71.000. Mình nghĩ là cái này là do cái con LG này thật sự nó tối ưu không tốt. Bởi vì mình đã trải nghiệm qua cái con mà LG G7 rồi á. Con LG G7 chạy chip là 845 luôn, nhưng mà nó lại tối ưu không có tốt. Cho nên trên Liên Quân á, cái khung hình nó sẽ thường xuyên bị tuột nha. Mình sẽ test game con này sớm thôi, bởi vì đây là một chiếc điện thoại mua giùm mà, mình phải test sớm để giao cho người ta nữa. Và bộ nhớ RAM á, là 4GB nè, phải đang chống còn có 900 mấy mê thôi, chưa được 1GB nữa. Và bộ nhớ trong á, là 64GB nha, và đang chống á, là khoảng 40GB. Con chip được sử dụng á, là Snapdragon 835 nè. Màn hình ở đây độ phân giải là 2K cộng nha. Và kích thước á, là 6 inch, mật độ điểm ảnh á, 537 ppi luôn. Mật độ điểm ảnh rất là cao. Tiếp đó là về camera nha. Camera sau á, sẽ được sở hữu hai camera với 16 chấm và 13 chấm nè. Và camera trước là 5 chấm. Pin pin được sử dụng á, đó là 3300 mAh. Với cái mức dùng lượng pin này nè, thì mình thấy gọi là trung bình, sử dụng ổn nha. Và Android hiện tại trên chiếc điện thoại này đó là Android 8 nha. Và rất là may một điều á, là chiếc LG V30 này nè, nó đã có sẵn tiếng Việt luôn rồi, full tiếng Việt luôn. Nó sẽ không như hai chiếc kia, thì hai chiếc kia nó sẽ chưa có tiếng Việt nha. Tiếp đó là về camera nha. Thì camera của LG thì rất là nhiều chế độ nè. Ở đây thì nó sẽ có camera góc thường nè, và camera góc rộng. Thì ở đằng sau nha, một cái góc thường và một cái là góc rộng. Ở đây thì mình chưa có tìm thấy chế độ xóa phông nha. Các chế độ như tự động, thủ công rồi này kia nè. Có luôn cả quay phim thủ công luôn. Thì mình thấy cái chế độ quay phim thủ công này nè rất là tốt cho những bạn mà sử dụng thường xuyên để quay video. Ở đây mình chỉnh được rất nhiều thông số để mình có thể quay phim nè, và quay phim bằng camera góc rộng nè, thì rất là ngon luôn. Tiếp đó thì mình sẽ chuyển về camera trước nha. Thì camera trước ở đây nè, camera trước chỉ có độ phân giải là 5MP thôi, và nó cũng sẽ có góc rộng luôn, góc thường nè và góc rộng. Và bây giờ thì mình sẽ show một vài tấm hình mà mình vừa chụp được nha. Về camera selfie á, ở đây mình chụp thử có hai tấm thôi, một tấm là góc thường và một tấm là góc rộng. Nói chung cái góc rộng này thì mình rất là thích, bởi vì selfie nó sẽ lấy được nhiều cái không gian ở đằng sau hơn, hoặc là mình sẽ selfie nhóm á, mình sẽ chụp được nhiều hơn. Nhưng mà mình không có đánh giá cao cái camera của con LG V30 này, bởi vì với cái độ phân giải 5 chấm á, và cái chế độ làm đẹp nó không có được tự nhiên lắm, nó hơi bệt. Và trong điều kiện đầy đủ sáng á, thì khỏi phải chê rồi. Camera LG từ đời mà G4, G5, V20 là đã chụp hình rất là đẹp rồi. Cho nên cái con mà V30 này thì không có điểm gì để chê cả. Và tiếp đó thì mình có chụp một vài tấm cận cảnh nha. Thì với cái khẩu độ mà lớn nhất cái thời điểm mà nó ra mắt á, F trên 1.6 á, các bạn dễ dàng nhìn thấy được rằng á, cái phông nền đằng sau nè được xóa rất là đẹp luôn. Và tiếp đó là camera góc rộng nha. Thì camera góc rộng của LG này được cái rất là tốt là nó có độ phân giải lên tới 13 chấm. Và ở những cái góc á, thì mình thấy nó rất là ít méo. Tiếp đó là chuyển qua điều kiện thiếu sáng đi. Điều kiện thiếu sáng thì mình thấy chiếc LG V30 này vẫn làm rất là tốt. Không biết sao ở đây nè, mình chụp bằng những camera khác á, thì nó không có hiện lên hai cái vệt mà tím tím của cái camera nhà người ta nha. Còn ở chiếc LG V30 này nè, và cả chiếc LG G7 á, mình test đều có cái vần sáng này nha, nhìn cũng rất là đẹp. Và tiếp theo đó là trong điều kiện không có ánh sáng luôn, thì mình sẽ sử dụng cái đèn flash của chiếc điện thoại này. Nó chụp lên rất là nét, và màu sắc nó tự nhiên chứ không có bị chói lóa. Ở tấm hình con ốc này nè, mình đưa cái màn ảnh của mình rất là gần luôn, nó vẫn lấy nét rất là tốt. Đây mình có thể zoom lên, nét tới từng con ốc luôn, rất là đẹp luôn. Camera của những chiếc laptop LG á, luôn rất là tốt rồi. Cho nên á,
thì mình cũng không có gì có thể để chê chiếc camera của con LG V30 này cả. Tiếp đó thì mình sẽ đến với cái màn hình và loa nha. Rồi, về màn hình của chiếc LG V30 này thì mình thấy độ sáng rất là cao. Màu sắc đó, theo cái thiên hướng là trung thực, nó sẽ không có làm mà quá rực rỡ nha. Ở đây nè, màn hình nó sẽ có HDR luôn, nên mình có thể chỉnh được chất lượng nè, 1080 nè, 60 frame và HDR nha. Với việc mà được trang bị thêm mà cái độ phân giải 2K nữa, cho nên độ chi tiết trên chiếc điện thoại này rất là tốt. Và tiếp đó là về loa nha, thì mình đánh giá là loa của con LG V30 này nè, nó ở mức là mình thấy là bình thường thôi. Hơi thất vọng một tí, bởi vì lúc đầu mình nghĩ chiếc loa của LG V30 này nè, nó sẽ rất là hay, nhưng mà nó thua con G7 rất là nhiều luôn. Về độ lớn nè, và tiếng của nó mình thấy thiên về chép hơi nhiều, nó hơi dạng hơi mà chát chát á, nghe nó hơi chát một tí. Rồi, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong cái phần đánh giá chi tiết của mình về chiếc LG V30 này rồi. Thực sự là ở trong cái tầm giá mà 3 triệu của em nó, thì mình thấy á, chiếc điện thoại này nè, để tìm được một cái đối thủ á, thì rất là khó luôn nha. Với 3 triệu thì các bạn sẽ có một con chip nè, Snapdragon 835, một cái thiết kế rất là đẹp với hai mặt lưng kính nha. Và cái bo của cái màn hình này nè, mình thấy rất là thích luôn, nó sẽ cong hơn những cái màn hình kia một tí. Và tiếp đó nữa là một cái màn hình với tỷ lệ mới nè, 18:9, rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì em nó nè còn có một bộ đôi camera rất là chất lượng nữa. Còn một điểm mà mình quên nói là chiếc máy này nè, nó sẽ có sở hữu sạc không dây luôn nha. Đây, đó, lên đây nè. Vậy thì chiếc máy này nó sẽ có những điểm yếu gì? Và điểm yếu đầu tiên thì mình thấy đến từ cái tối ưu nha. Tối ưu của những chiếc LG thực sự mình nói là không tốt. Bởi vì mình đã, không phải mình nữa, thằng em mình đã trải nghiệm qua con LG G7 rồi. Thì LG G7 á, chip 845, nhưng mà đánh liên quân á, FPS thường xuyên tụt xuống khoảng tới 30 luôn. Thì ở con này thì mình cũng sẽ có một video test game nha, sớm thôi. Như nãy mình nói á, con này mình mua giùm nên mình phải đưa trả cho người ta sớm. Ngoài ra thì đây còn là một chiếc máy cũ nha, nhưng mà máy cũ chiếc này vẫn được full box nha. Mà mua máy cũ như mình nói rồi, hên xui thôi. Và có một điểm mình không thích đó, đó chính là nút nguồn nè. Nút nguồn nằm ngay cái cảm biến chân tay, nó hơi khó bấm, mình không quen. Thì như những cái điều mà mình vừa nói á, thì với 3 triệu thì chiếc máy này rất là bá luôn. Chiếc máy này nè, nó sẽ thiên về cái hướng mà giải trí, nghe nhạc, chụp hình, xem phim rồi này kia nha. Còn game thì cũng được thôi, nhưng mà nó không có được tối ưu lắm. Và đường link chi tiết để mua sản phẩm này nè, mình sẽ để ngay bên dưới description nha. Mình không biết là cái lúc mình lên video á, thì cái mã giảm giá mà mình sử dụng á, có còn sử dụng được hay không. Mà mình nghĩ chắc là hết rồi, bởi vì nó cho vào cái đợt mà sale 10 tháng 10 thôi. Nhưng mà các bạn cũng có thể tìm trên Shopee, hiện tại rất là nhiều mã giảm giá luôn. Thì các bạn có thể tìm và add vào để mua cái chiếc LG V30 này. Và mình xin kết thúc video của mình ở đây nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.